lần đầu khi chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu vào giai đoạn giằng co ác liệt. Quân ta đã nhiều lần tấn công cứ điểm đồi A Một, nhưng địch lại phản công lại, giằng co mãi. Mỗi bên chiếm nửa quả đồi. Chiến trận diễn ra cả ban ngày và ban đêm, rất ác liệt. Có những trận đánh kéo dài tới 36 giờ. Thế rồi giữa tháng 4, tôi trông thấy Bắc Nam. Đi nhanh lên. Đôi này. Báo cáo thủ trưởng ạ. Em sắp về một tên hàng binh ạ. Dạ, em bắt được nó lúc đào hào, nó xin hàng ạ. Tốt lắm.
Đồng chí cứ để nó đấy cho tôi. Rõ. S'il vous plaît. Pourquoi avoir quitté vos amis? Je ne veux pas mourir. Comment vous appelez-vous? Quelle est votre unité de combat? Je m'appelle Bernard Baptiste. Je suis né à Paris en 1930. J'étais étudiant à la Sorbonne. Maintenant, je suis un sergent de l'unité Huguenot. Nous étions chargés de surveiller l'aéroport de Montagne. J'ai été parachuté sur Dien Bien Phu sous les tirs nourris de votre batterie anti-aérienne. Les soldats de mon unité sont jeunes et naïfs et ont tous environ 20 ans. La plupart sont des étudiants et savent à peine se servir d'une arme à feu. Et vos amis pensent comme vous qu'un cachetine que vous avez des étés. Je partage le même bunker qu'un ami d'origine juive, également étudiant à la Sorbonne. Il s'appelle Jacques. Il a un an de plus que moi. Nous avons les mêmes passe-temps. Nous tenons tous deux un journal de guerre et écrivons occasionnellement de la poésie. Il tient absolument à se souvenir. Nous avons la même conception de la vie. Nous détestons autant la guerre que continuer les combats. Nous voulons rentrer en France. Mais Jacques ne veut pas déserter. Il ne veut pas trahir son pays. Alors je suis parti sans lui. Je ne pouvais en supporter davantage. Merci Jacques. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous avez déserté? Parce que vous détestez la guerre, n'est-ce pas? J'ai décidé de déserter parce que je ne peux plus vivre cet enfer sous les obus de mortier. Trop de blessés. Pas assez de place dans les hôpitaux. On doit toucher les blessés à même le sol. Il n'y a pas plus d'anesthésie que d'instruments médicaux pour opérer. Trop de souffrance. Pas assez de ravitaillement en eau, en nourriture et en munitions. Mes amis tombent les uns après les autres. C'est un bain de sang. La précision de vos tirs de contre-attaque m'ont fait réfléchir. J'ai pris peur. Je ne veux pas mourir pour cette guerre injuste et dénuée de sens. Qu'est-ce que vous faites le plus peu? Voir mes amis mourir. Non. 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 Je ne veux pas mourir. Cơm nắm vui mừng đây.
vương đâu. Tiếp tế thêm ngũ vương ra đây cho tôi. Ai, ăn thêm cho đỡ đói này. Bộ đội chỉ đói mà một mình mày ăn 3-4 suất. Đúng rồi, cứ để cho nó ăn. Tây nó ăn khỏe. Ở trại giam, khẩu phần ăn của tù binh cao hơn của bộ đội, nhưng chúng nó vẫn đói lắm. Tôi ra lệnh tất cả các đơn vị chuẩn bị chiến đấu. Chạy đi. Báo cáo, thế còn Bách Na giải quyết thế nào ạ? Cứ để hắn đấy đợi quyết định trên. Tôi đang bảo hắn vẽ sơ đồ trận địa địch. Đồng chí ở lại canh giữa hắn. Tôi ở lại ạ. Phải, đồng chí ở lại. Đứng im! No. Mày trả hàng! No, đi phạt lại bọn tao hả? Tao giết mày! No, no! Trói nó lại! Đi đâu có nước không? Đi đâu có nước hả? Hàn hết cả lớp 3 rồi đây này. Thế nào các đồng chí? Anh em về đủ cả chứ hả? Có chuyện gì thế này? Dạ, báo cáo thủ trưởng. No, dạ. No. Nó định cướp súng làm phản ạ. May mà bọn em không chế kịp. No. C'est celui de mon ami. Đưa súng đây. Cởi chói ra. Cởi ra. À, sao thế ạ? Nó bảo đây là súng của bạn nó. Phát đồ. Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có nhô cái đầu lên. Thế mà cậu không nghe. Bảo ơi, đồng chí Bảo đâu nhỉ? Đồng chí Bảo. Có tôi. Báo cáo thủ trưởng, có tôi. Cậu cho bé Na ăn cơm, rồi đưa hắn về an toàn khu. Dạ. Dạ, sao không đưa hắn vào trại tù binh ạ? Không được, bé Na là hàng binh, có thái độ ủng hộ quân ta. Sơ đồ hầm ngầm đội A1, hắn vẽ còn sơ sài, nhưng khá khớp với những thông tin mà trinh sát tao nắm được, phải đưa hắn đi để khai thác tiếp. Báo cáo, thủ trưởng cho em mà lại chiến đấu ạ. Không ai chịu đưa bé Na đi cả. Cậu bắt được nó thì cậu dẫn giải nó đi. Ở đây không an toàn cho hắn. Dạ. Thưa thủ trưởng.
Tôi đã dẫn Bekna đi qua nhiều ngọn núi, nhiều rừng cây, gặp những đoàn người hăm hở đi chiến dịch. Tôi lại thêm buồn vì phải xa chiến trường. Nhưng đến một ngày, tôi lại thầm biết ơn số phận đã đưa đến cho tôi một nguồn vui. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci cái gì? Đường đằng trước còn dài lắm, còn vất vả lắm. Đi. Mày tưởng đạn của giặc Pháp không bắn vào người Pháp à? Không có chuyện ấy đâu con ạ. Khổ chưa? Làm thế nào bây giờ? Rồi ạ. Sao tao lại dính vào mày chứ? Đang đâu đây? Báo cáo về hậu cứ ạ. Có giấy tờ gì không? Có ạ. Cô Mây đâu rồi? Dạ. Vào băng cho nó. Báo cáo anh, anh có thể cho đồng chí Mây đi cùng chúng tôi được không ạ? Nó bị thương, cần người giúp đỡ. Không được đâu. Mây cố gắng giúp tôi vài ngày thôi. Tôi cũng rất muốn trở về đơn vị. Nhưng nếu có Mây đi cùng, tôi nghĩ sẽ nhanh hơn. Vì tôi không thuộc đường về hậu cứ. Đồng chí nói gì lạ thế? Tôi cũng cần phải đi chiến dịch với mọi người. Có họ là điên mới trở về hậu cứ trong lúc này. Báo cáo anh có thể giúp đỡ tôi được không ạ? Vì tôi sợ vết thương của nó bị nhiễm trùng. Cứ đi một đoạn lại ngồi nghỉ thế này thì biết bao giờ mới tới nơi. Anh ấy đau mà anh. Thôi được rồi, Mây cầm lấy để tôi cõng nó đi cho nhanh. À, đứng dậy, đứng dậy. Bám vào đây. Merci. Merci.
Anh đang khó chịu chuyện gì phải không? Tôi đang sốt ruột muốn trở lại chiến đấu. Tự nhiên dính phải nó. Em cũng vậy. Chẳng biết bây giờ đơn vị ở đâu. May mà có Mây đi cùng. Không thì buồn lắm. Còn nhớ nhà không anh Bảo? Chắc chỉ mấy hôm nữa ai lại đi đường này. Mời đem vào cho bác Na đi. Mây làm sao thế? Em nhớ đơn vị quá. Chịu khó giúp tôi mấy ngày nữa thôi. Chứ một mình tôi đánh vật với nó, mệt lắm. Chẳng biết nó nói gì cả. Suốt ngày bố cu bố cu. À, Mây này, Mây học tiếng Pháp từ bao giờ thế? Bố em dạy tiếng Pháp ở trường Albacero. Cụ bắt em học từ bé. Sau này hòa bình, Mây nhờ cụ dạy tiếng Pháp cho tôi nhá. Vâng, học tiếng Pháp cũng không khó lắm đâu anh ạ. Biết đâu sau này tôi lại giỏi tiếng Pháp hơn Mây. Không phải hỏi Mây bố cu là gì nữa, mà còn biết cả mẹ đĩ nữa. Anh... đẹp quá. Em thích hoa ban à? Anh trả lên hái cho em nhé. Cẩn thận anh Bảo. Em yên tâm. Excellent. Bà Mây ơi, bà có nhớ bác Na ngày xưa cùng chúng mình sống ở chiến dịch Điện Biên không? Hôm nay ông ấy trở lại Việt Nam, nhưng không được gặp bà. Bà sống khôn chết thiêng và phù hộ cho chúng tôi khỏe mạnh, nhiều may mắn. Có phải hoa kia có nhiều ở Điện Biên không? Đúng đấy. Hoa ban mà tôi hái tặng bà ấy đấy. Nhưng đây là hoa giấy. Sau chiến thắng Điện Biên, chúng tôi cưới nhau. 2 năm sau thì bà sinh ra thằng Sơn. Thằng Sơn được 10 tuổi thì tôi lại lên đường đánh Mỹ. Năm 72, bà ấy lâm bệnh nặng và qua đời. Thằng Sơn phải ở với ông Túc anh nuôi. Nhiều người bây giờ vẫn nhắc tới ông đấy, bác Na. Đây là con gái thằng Sơn.
Chào ông đi cháu. Đây là ông Bergna người Pháp. Có phải ông Bergna mà ông vẫn kể không? Đúng rồi. Sao cháu biết? Sao các ông lại bắn vào hoa? Hoa có nhiều cánh lắm, nhưng nó không bay theo chim, vì nó yêu cháu đấy. Ông đừng bắn nó. Cháu nó vốn là một con bé rất ngoan và thông minh, có năng khiếu về nghệ thuật. Cháu rất say nghề. Nhiều đêm, một mình nó vào buồng tập để luyện thêm những bài múa khó. Cháu nó sắp tốt nghiệp trung cấp thì xảy ra một chuyện đau lòng. Đúng vào ngày giỗ của bà Mây. Ông ơi, sao không mua hoa ban tươi để thắp hương cho bà? Ngày xưa thì ông vẫn nhờ người trên Điện Biên thường xuyên gửi hoa ban về cho ông thắp hương trong những dịp giỗ bà. Nhưng năm 77 ông ấy qua đời. Ông phải đặt làm lọ hoa ban giả này. Bao giờ ông cho cháu đi thăm Điện Biên xem hoa ban ông nhá. Được rồi, hôm nào mình cùng đi. Alo, ừ, anh em sắp đến cả rồi. Nhất định cậu phải đến đấy nhá. Rồi, cứ để đây đón chị đi. Tụi này đang chờ đấy. Bố ạ. Bố đã gọi điện mời bác Túc, bác Thắng và các bác bên mấy bộ chưa? Nhưng ông Toàn ông đang đi Nhật. Chết, con đang muốn bàn với bác ấy mấy cái hợp đồng. Bao giờ ông mới về thì con đến. Tiện ngày giỗ nói chuyện ở đây dễ hơn. Đến nhà có lính gác, rồi vợ con bác ấy khó nói lắm. Vân ơi, lấy cho bố cái mâm. Vâng ạ. Ban đâu rồi bố? Bố vứt ngoài kia. Sao bố lại vứt hoa đi? Ông bảo bà thích hoa ấy lắm mà. Ôi dào, mấy cái bông hoa giấy mà. Để lâu bụi bám gây chết đi được. Thay hoa này vào đẹp hơn nhiều. Trăm bạc đấy. Sau khi cháu nó ngã bệnh, tôi không dám xa cháu lấy một ngày. Nó luôn nghĩ nó là một bông hoa, nó thích nói chuyện với hoa. Ngày nào tôi cũng phải mua hoa mới cho cháu. Hoa héo là nó buồn lắm. Kể cho cháu nghe nhiều chuyện về Điện Biên Phủ. Nó nghe say sưa lắm. Nó bảo nó luôn thấy bộ đội ta chiến đấu ở trên đồi. Chả biết tôi nhìn thấy gì. Nhưng nhìn mắt nó dài dài, tôi lo lắm.
Cháu cho Hoa ngủ à? Nó đang mệt đấy. Lúc nào nó cũng phải thơm nên mệt lắm. Cháu ngủ cùng nó đi. Không được. Cháu phải thức canh nó. Không mấy con chim kia bắt nó đi chơi. Chúng nó rình suốt ngày. Những hôm trời mưa, chúng nó còn xông vào, đậu ở cửa sổ này. Chúng nó chờ cháu ngủ để rủ Hoa trốn đi. Vì trời mưa, không ai nhìn lên trời để thấy chúng nó trốn. Thôi, cháu cứ ngủ đi, ông coi Hoa cho nhé. Không được, tóc ông giống lửa quá. Hoa nó sợ, lửa làm hoa héo đấy. S'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Oh, merci. Vous êtes vraiment adorable. Bernard không chịu ăn cháo. Hắn bảo phải chờ anh đấy. Anh bạo tài thật đấy. Mới có một lúc mà đã kiếm được cả sâu cá. Bảo nó vào đây ngâm chân cùng cho khỏe. Kẻo mai leo núi y ạch, ai mà chờ được. Đắc Na.
Ở đằng kia có nhà dân. Bạn không ngủ à? Tôi không sao ngủ được. Cứ mỗi lần nghe tiếng súng, lòng lại như lửa đốt ấy. Em cũng thế. Chỉ vì Bắc Nam mà chúng ta phải như thế này. Mây này, không hiểu sao tôi cứ thấy buồn buồn. Chắc anh bảo nhớ người yêu rồi. Không, tôi chưa hề có một người nào cả. Tôi thề đấy. Không hiểu sao, từ khi gặp Mây, tôi cứ thấy trong lòng thế nào ấy. Vào những ngày này, ta đã siết chặt vòng vây lửa quanh các cứ điểm địch trong lòng trạm Điện Biên. Địch liên tục thả lính dù tiếp viện, nhưng sân bay Mường Thanh đã bị ta khống chế ngày đêm.
hoa cho cháu đi. Hoa gì đấy? Hoa ly đấy, thơm lắm bác ạ. Rất đẹp. Tôi muốn mua tặng cháu hoa trong giềng mà không có. Tôi không bao giờ quên được hoa trong giềng mà mày hái chữa khát cho tôi. Ông may mắn đấy. 100 năm người Pháp ở đây, có mấy ai được biết vị ngọt của hoa trong giềng. Ông ơi, hoa nó bay vào giường cháu. Ông Bekna tặng cháu đấy. Cháu giống cái kèn không? Tàn 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 tàn. Cháu nghe thử sáng. Tôi mong có ngày được đón ông ở Paris, đưa ông đi thăm các viện bảo tàng. Ở Pháp có rất nhiều viện bảo tàng, có cả một viện bảo tàng quân sự rất là thú vị. Trong đó có một gốc treo lá cờ được mang về từ trận Điện Biên đấy. Tôi sẽ giúp ông đưa cháu Vân sang Pháp chữa bệnh. Bệnh của cháu thuộc dạng tâm thần ám ảnh. Ở Pháp rất nhiều người đã được chữa khỏi. Cảm ơn ông. Các cháu nó cũng đã liên hệ một bệnh viện ở Paris. Được ông giúp thêm cho thì tốt quá. Nhưng ông còn nhiều việc bận, sợ phiền ông. Đừng ngại. Ngày xưa ông với bà May đã tận tình chạy chữa chăm sóc vết thương cho tôi. Cô bé giống hệt mày. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ là mày đang hiện về ông ạ. Đi nào. Đi nhá. Nằm xuống. Sao không? Đi nhá. Hey, laisse-moi parler au commandant. Nó nói gì vậy? Nó muốn gặp lại anh Biên. Điên à? Mất bao nhiêu thời gian công sức mà đến được đây? Vậy làm sao được? Attends. J'ai des informations utiles à vous communiquer. Des choses dont je ne vous ai pas encore parlé. Nó bảo nó có những thông tin hôm trước chưa nói hết. Mày định lừa bọn tao à? Mày về để làm phản hả? Tao bắn mày ngay bây giờ đấy. Anh bình tĩnh đã. Ý nó muốn quay lại để giúp chúng ta. Vậy tại sao mày muốn giúp chúng tao? Pourquoi? Tu veux nous aider? Parce que vous êtes rigoureux, débordant de vitalité et de courage. Nous ne pouvons pas vaincre un peuple qui se bat pour une juste cause. Nó bảo dân mình có một sức sống mãnh liệt quá. Mình có chính nghĩa, người Pháp sẽ không thắng nổi. Je ne veux pas que mes amis meurent ici. C'est pour cette raison que je veux vous aider. Nó muốn giúp chúng ta. Nó bảo không muốn bạn nó phải chết. Thôi được, chúng ta sẽ tìm cách trở lại chiến trường. Đi. Đồng chí thông cảm, nó là hàng binh. Thôi được rồi, nhanh lên. Cảm ơn đồng chí. Xe chỉ chở được hai người thôi. Mời việc mang đa đi trước đi.
nhớ cho tôi ở cửa rừng nhá. Đừng đi đâu đấy. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être. Oui. Près d'ici. J'attends. May! 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 Ah, May, où étais-tu? Que c'est moi? Nous attendons quand même Bao? Pendant combien de temps? Et où allons-nous maintenant? Que se passe-t-il? Mais ne pleure pas. Ne t'inquiète pas.
Oh non, nous sommes amis. Je voulais juste te réchauffer. Merci. Trúc ơi, có thấy thằng Tây trở lại đây không? Cậu dẫn nó đi kia mà. Khổ quá em đi làm. Kiện sử cho nó. Rút tôi mày tay đi nhanh đi. Anh. Hay là nó về thằng gặp chú Huy. Về đâu thì cũng xuống đây bọc cơm chứ. Em đi gặp thủ trưởng Nguyên đây. Mày muốn chết à? Đồng chí bạn về rồi đấy ạ. Đồng chí có thấy thủ trưởng biết đâu không? Dạ trận cả rồi. Quần cái trống, thủ trưởng bắt về lấy. Chưa cho xung phong. Đi với. Về mà nghỉ ngơi đi. Ở nhà mà nghe tin thắng trận. Tôi cần gặp thủ trưởng biết, có việc gấp. Báo cáo cho biết rồi ạ. Gọi cho pháo bắn cấp tốc. Bách Na sống mới rồi ạ. Cậu ở lại, ngẩn ngơ thế này chỉ là một thôi. Tất cả chúng đi. Xung phong. Này, này, ghé vào. Có người lạ bắt lên nó các đồng chí ơi. Cậu đợi nhiều bắt rồi đấy nó. Nhanh lên.
bắt được cầu binh. O nói O làm nhiệm vụ dẫn dài hàng binh cùng đồng chí Bảo. Mà đồng chí Bảo ở đơn vị nào hiện đang ở mô O cũng không biết. Em đã nói là em bị lạc. Cô đừng có mà ngoan cố. Không một mảnh giấy tờ, lại đi với tay vào khu vực bí mật của chiến dịch. Cô nghĩ chúng tôi là trẻ con hay sao mà tin vào những lời nhảm nhí của cô hả? Cô có khai không? Nếu O thành thật khai báo, cách mạng sẽ khoan hồng. Còn nếu cố tình làm gián điệp cho địch sẽ bị trừng trị, hiểu không? Tôi không phải là gián điệp. Im ngay! Nếu cô không khai, tôi sẽ bắn ngay thằng Tây trước mặt cô. Có khai không? Hả? Xin các anh đừng bắn. Anh ấy là người ủng hộ chúng ta. Hãy đưa anh ấy trở lại chiến trường để anh ấy cung cấp thêm thông tin mà chiến dịch đang cần. Chiến dịch đang rất cần những khẩu pháo này. Nếu bí mật bị lộ ra thì mất nước. Có hiểu không? Phải bắn. Nếu nó là hàng binh muốn giúp bộ đội Việt Minh, sao nó không khai ngay từ đầu? Cô đừng có lừa dối chúng tôi. Cô ghi những mật mã gì trong cuốn sổ này? Đây, 29.3 áo gửi người chiến sĩ, 27.3 QMTG. Đây có phải là số hiệu của bộ đội không? Dạ không ạ. Đây là nhật ký mà em ghi những bài hát thương binh yêu cầu em hát. 273 QMTG là ngày 27 tháng 3 hát bài quê em miền Trung Du ạ. Nếu đúng vậy, O hát thử xem. Quê em miền Trung Du, đồng quê lúa xanh dần, giặc tràn lên đột phá, dâu bờ xanh thắm, nong tằm chín lứa tơ, không tay người chăm bón. Quê em đồng hoang vu, chiều nay vắng bóng cờ, giặc tràn lên thôn xóm. Anh về quê cũ, đi diệt thù giữ quê, giặc tan đón anh về. Từ mờ sáng tinh mơ, anh đi trong bóng cờ, giữ vững đồng quê ta. Đây bao người mong ngóng, quân ta đã về, quân ta đã về. Bao là gươm, bao là súng, đầu lưỡi lê đi giết thù, gìn giữ xóm thôn. Bao lòng dân đang chờ ngóng, quân kéo về phá tan giặc, gìn giữ xóm quê. Đây, rồi. Nào, để cho nó đúng cấp vào. Sơn chút quá đồng chí Sơn pháo khéo hay. Răng không ở lại với đơn vị tụi tôi. Dạ, bác Na sốt ruột, muốn trở về đơn vị của anh bạn. Nếu thực tâm hẳn muốn giúp Việt Minh thì ở mô mà nó được, răng cứ phải về đúng đơn vị đồng chí Bảo. Bác Na sợ anh Bảo hiểu sai là anh ấy bỏ trốn. Không đơn giản giữa mô. Từ từ thôi,
cẩn thận. Chậm thôi. Comment ça va? Hai người đi đâu mà làm tôi lo quá? Đồng chí Bảo, lại đây. Dạ. Ngồi xuống. Bác Nam và Mây lạc vào đơn vị quân giới của đồng chí Hiệp. Bây giờ anh ta đã trở lại, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, coi như đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, thế thì tốt quá. Đồng chí Mân Chi mà thằng Tây nó nhớ đồng chí quá hay. Vì tôi thấy nó cũng dễ thương nên cố tìm bằng được đơn vị đồng chí. Vậy các đồng chí định xử lý với Bét Đao ra răng? Đồng chí cứ yên tâm, anh ta muốn quay lại để giúp chúng ta tìm cách chiếm đồi A1. Việc đó cũng tốt, nhưng chúng tôi sẽ bố trí cho anh ta làm công việc khác. Cô Mây biết tiếng Pháp, sẽ luôn luôn theo sát cậu ta, không sợ lộ bí mật đâu. Đồng chí Túc đâu nhỉ? Báo cáo thủ trưởng, có tôi ạ. Có nhiệm vụ mới đây. Đây, tăng cường thêm cho anh nuôi hai chiến sĩ mới nhá. Đây là Vecna, dạ, người ủng hộ chúng ta. Vâng. Còn đây là cô Mây, vừa là y tá, vừa là phiên dịch. Ngoài những lúc ở trận địa, họ sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền chỉ huy của đồng chí. Bonjour, ça va? Ça va, oui. Moi, xuống ngủ cùng hầm với toa. Còn cô Mây, ngủ với chị Phương nhá. Cô Phương, đưa đồng chí Mây xuống suối tắm đi. Anh Bảo lúc nào cũng buồn buồn thế. Tôi cũng muốn quên đi mọi chuyện, nhưng không quên được. Chuyện gì cơ? Tôi đã dặn Mây chờ, thì thế nào tôi cũng đến. Thế mà Mây lại bỏ đi với nó. Hay là Mây nghĩ tôi chết rồi? Tôi không đón được xe nên đến muộn. Tại sao Mây lại bỏ đi? Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng chỉ mình em ngồi giữa rừng với Bác Na, em sợ. Mây sợ gì? Mây cứ nói thật đi. Nó làm gì Mây mà Mây sợ? Anh nghĩ sai rồi. Bác Na không làm gì cả. Vô lý. Không làm gì cả sao Mây sợ? Mây phải nói thật, Mây không được giấu tôi. À, hôm nay chiêu đãi món mới rồi. Ăn đi, ngon lắm. Merci. Ngon không? Ừ. À, chim. Tiếng Việt là chim. Nó còn có nghĩa là vũ khí cánh đàn ông ấy, hiểu không?
À, nó giao không? Mes amis, c'est Bernard. Je suis parti parce que je suis comme 85% des Français. Je suis contre cette guerre. Raymond, une jeune étudiante, s'est récemment couché sur les rails. Afin d'arrêter un train en voyant des armes ici. Mes amis, je vous le répète, abandonnez cette guerre dénuée de sens. Cô ơi, je me souviens de cette cô biết tiếng Pháp, cô phải ở lại đây xem nó nói cái gì chứ. La victoire, c'est lorsque le cœur d'une femme se donne à celui qui a su le séduire. L'image de Decatrice est déjà gravée dans la mémoire de beaucoup d'Américaines. Et cela, même s'il est vaincu à 10 pieds de vous. Tu les traites, tu les traites, tu les tous. Cô Phương đâu? Sao ạ? Mang cơm cho thương binh ăn đi, không họ đói rồi đấy. Vâng ạ. Ôi trời ơi, nắm cơm bé thế này làm sao bộ đội ăn no đánh thắng được. Vào đây. Đây. Nhìn vào đây. Này, thêm vào. Thêm mùi nữa vào. Thế này. Đấy. Này, thật chặt. Chặt, nó thật chặt vào. Thế, làm đi. Chặt nữa vào. Đấy, đấy, đấy. Nắm cơm phải nắm như thế chứ. Không như nạn oản các cô đâu. Biết tiếng Pháp sao không bảo nó làm. Dạ vâng ạ. Lần sau cứ như thế mà làm nhá. Nghe răng nhà mà cười. Xong chưa? Xong rồi ạ. Để đấy tôi làm cho. Vâng ạ. Đóng hoa đi. Mấy cái thằng này chuyên say hẹn. Toàn đàn bà con gái phải làm cái gì? Nó bảo phải tìm mãi mới được cái xe kiểu cũ như thế này. Loại xe đạp thổ bây giờ hiếm lắm. Suốt cả tuần vừa rồi nó cử người lên mãi Hòa Bình mới kiếm được đấy. Thôi, thế này chắc rồi đấy anh ạ. Theo anh, cái này đưa sảnh cạnh ban nhạc để các cụ nhìn cho dễ. Thế nào cũng thích chụp ảnh với nhau. Ừ. Sao lại nhăn nhún thế này? Để nó phẳng hết chứ. Được rồi ạ. Cô chú ơi, thế xin cô chú cho biết có phải làm thêm cơm nắm cho tiệc cựu chiến binh không? Có ngay. Thì làm cho các cụ 30 nắm. Có ngay thôi. Kéo chỗ này xuống một tí. Cơm làm là đủ rồi. Tây nó lạ thì nó thích thôi. Các cụ ăn cơm nắm cả đời, sao bắt các cụ ăn cơm nắm mãi thế? Ô Bena, có nhớ được không? Nhớ chứ ông Rui Túc. Giỏi quá. Cô Hải ạ, tôi là người đầu tiên dạy tiếng Việt cho ông ấy. Dạy ông cả nắm cơm nữa chứ. Nhớ không? Quá nhớ. Nhớ à. Bác Túc đây là bếp trưởng của cả nhà hàng này đấy. Dạ vâng. Bác ấy chỉ đạo nấu tất cả các món mà ngày xưa anh em mình ăn trong chiến dịch Điện Biên. Dạ vâng. Quán trông cháu có đủ các món. Cơm lam, cơm nắm, củ mài bảy món, măng rừng, nộm hoa chuối rừng. Mời bác, tất cả đều do bác Túc đây chế biến đấy ạ. Những món ăn hàng ngày ngày xưa ở Điện Biên ngán đến tận cổ thì bây giờ trở thành đặc sản. Thế mà đắt hàng lắm. Chỉ thay tôi nấu mà, bác Na tự nhiên nhá. Mời bác nếm thử xem có ngon không ạ. Hơn 40 năm nay rồi, hôm nay tôi mới lại được ăn cơm nắm.
người cùng chiến đấu với tôi ở Điện Biên Phủ. Hôm nay mở chai rượu này mừng đội Pháp vô địch. Cuối tháng 4, quân ta đã tấn công chiếm được sân bay Mường Thanh, cắt đứt cái dạ dày khổng lồ của địch. Trong khi đó, ở đồi A1, thế trận vẫn tiếp tục giằng co. Hoa chuối. Hoa chuối. Hoa chuối. Hoa chuối. Ơi, không phải rồi. Ai? Hoa chuối. Hoa chuối. Chuối. Hoa chuối. Hoa chuối. Hoa chuối. Đấy, phải biết dạy nó bằng tay. Các cụ đã bảo, chăm nghe không bằng một thấy, không bằng một sờ, chăm sờ không bằng một phát. Ôi trời, phải gió cái nhà anh này. Gạo. 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 Ngẩng đầu lên. Sao mặt cứ như đưa đám thế? Buồn với em Mây à? Chúng tớ ở ngoài cũng tức lây. Cứ suốt ngày cặp kè với thằng Tây, bố ai mà chịu được. Thôi anh im đi. Ngủ sốt. Tớ đùa một tí thôi mà. Tôi không đùa kiểu ấy. Thủ trưởng đến. Có khách của đại đoàn xuống cắt tóc đây. Xin nhường thủ trưởng. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Đại đoàn trưởng xuống thăm anh em. Và có mang theo quà quý lắm đấy. Thể theo nguyện vọng của các chiến sĩ, hậu cần vừa cho ô tô chuyển lên một ít thuốc lào để làm phần thưởng. Đây. Hay quá. Hôm qua vừa nhận được thư Bác Hồ động viên chiến sĩ. Hôm nay lại được các thủ trưởng quan tâm đến tận nơi cho quà. Thế này thì anh em làm gì chả đánh thắng. Nào, lấy quà thủ trưởng, anh em ơi. Các đồng chí, hút thuốc đi. Em. Đây. Em xin. Mỗi cậu bỏ đúng. Em lấy ông Tùng, em lấy ông Tùng. Sao? Đồng chí bảo không hưởng thuốc lào à? Cậu ấy không còn nghiện khói nữa, mà nghiện Mây thủ trưởng ạ. À. Thủ trưởng dạy cho cậu ấy ít tiếng Pháp. Chào thủ trưởng ạ. Có chuyện gì thế? Ở trên đó, chúng bố trí một ụ đại liên rất kiên cố. Chúng tôi đã nhiều lần đánh bộc phá, nhưng vẫn không diệt được. Bộ chỉ huy đang rất lo cho A1. Nếu dứt điểm được thằng này từ tháng trước, thì cục diện đã khác rồi. Sao không tận dụng hào cũ của địch và đào nhiều hào mới thế này? Báo cáo anh, hào cũ nhiều xác chết của địch bốc mùi hôi thối, anh em không thể chịu được. Bằng mọi giá, các đồng chí phải chiếm được đồi A1. Nếu cần chi viện thêm nhiều pháo, cấp trên sẽ ưu tiên. Ra cách thế nào? Cứ giằng co mãi thế này anh em nản lắm rồi. Các đơn vị khác họ đánh đâu được đấy, còn mình thì cứ lây nhây cái đồi này 3 tuần nay rồi. Bộ chỉ huy chiến dịch vừa cho biết trên đó có một cái hầm ngầm rất kiên cố, nếu không đánh sập được nó thì không thể chiếm được A1. Hay ta đề nghị pháo binh nên cấp tập vài trăm quả xem sao. Không được, đạn pháo ta đang thiếu trầm trọng. Ta phải nghĩ ra cách gì thực tế hơn. Tôi nghĩ, tôi đang nghĩ một cách. Lại đây.
ta sẽ đào một đường hầm ngầm từ chân đồi xuyên thẳng vào dưới lô cốt địch, rồi cho đặt một khối bộc phá cực lớn vào tiêu diệt nó. Thì anh em vẫn thông suốt đường lối của trung ương và mệnh lệnh của bộ chỉ huy chiến dịch. Nhưng mà đào mãi chán lắm rồi, bắt anh em đào nữa khó lắm. Khó, nhưng để đạt được mục đích thì vẫn phải làm. Chỉ còn cách ấy thôi, không còn cách nào khác cả. Này, hình như hầm đang đi lên cậu ạ. Chết, thế nào một lúc nữa, lên mặt đất mất. Cậu đây đào tiếp. Vâng. Để mình ra ngoài xem thế nào. Vâng ạ. Sao thế? Ngạt thở quá, em ra ngoài thở một tí. Chúng tôi vẫn quạt như điên đấy chứ. Nhưng hầm quá sâu, không thở được. Mấy cậu trong kia phải quạt nối liên tục chứ, không thì gió vào sâu làm sao được. Nhưng bọn tôi vừa quạt vừa phải chuyển đất. Mà thủ trưởng ơi, mất phương hướng rồi. Đã cắm ba que hương định hướng rồi cơ mà, không xác định được đào lên hay đào xuống đâu. Giá có cái thước bọt của thợ nề thì tốt nhỉ. À này, hay cậu về gặp cô Mây, xin cô cái ống thuốc tiêm đi, để làm thuốc tăng bằng ấy. Không, thủ trưởng bảo ai về đi, em không về đâu. Tán gái mà rụt rè nhút nhát như cậu thì thằng Tây nó cuống tay trên. Thôi về đi, về ngay đi. Chú Bảo về có việc gì đấy? À, em về có việc. À thế à? À chú Bảo này, có tiền của mày ở trong bếp ấy. Vâng ạ. Attention, ah, attention. Ça va? Ah. Tu es blessé? Gì có chuyện đấy, Béc Na là người đứng đắn, chưa bao giờ tôi thấy nó bẹo mông véo má của mày. Tôi thì còn thế nọ thế kia, chứ nó tuyệt nhiên là không. Thôi đi ông ơi, ai mà biết man cỗ, chẳng nhẽ lại đè nhau ngay trước mặt ông à. Đồng chí cứ nói. Đồng chí cái gì? Đồng chí thì phải thương yêu nhau chứ,
lại đi thương thằng Tây à? Tôi hiểu tâm trạng của đồng chí, nhưng đùa như hôm qua là dễ kích động sự hằn thù của đồng chí Bạo với Bác Na. Bác Na đã đứng hẳn về phía chúng ta, vì vậy không nên để anh ta cảm thấy đơn độc, phải có anh ấy như bạn. Tôi cũng đã nhắc nhở anh em, nhưng thủ trưởng thử nghĩ lại, việc bố trí cho cô Mây đi cùng Bác Na như thế, liệu có đúng không? Nếu nghĩ rằng chỉ cần cho Bác Na ăn no mặc ấm đã là đối xử nhân đạo với tù binh, hàng binh thì đơn giản quá. Phải giúp Bác Na hòa nhập với cuộc sống của mình như với bạn bè chứ. Đúng rồi, phải đưa Bác Na sang đơn vị khác. Nếu không thì phải để hắn làm việc một mình, không thể để cô Mây kè kè với nó như thế. Chúng tôi không yên tâm chiến đấu. Chào thủ trưởng. Uống nước đi. Em xin ạ. Thời gian vừa qua Mây đã làm việc rất hiệu quả với Bác Na. Bác Na ngày càng gắn bó hơn với chúng ta. Nhưng chiến dịch sắp bước vào giai đoạn kết thúc. Tôi muốn điều Mây lên đơn vị đào hầm ngầm trên đồi A1. Mây thấy thế nào? Dạ, có nghĩa là em chỉ làm y tá thôi à? Đúng, Mây sẽ thuộc quân số của đơn vị Bảo. Cũng được ạ. Tổ chức điều em đi đâu thì em đi đến đó. Vừa qua anh em có những dị nghị về Mây và Bác Na. Có thể Mây vô tư, nhưng trong lúc này không nên để anh em có những hiểu lầm đáng tiếc. Mây hiểu không? Dạ, em hiểu. Cẩn thận lưu đạn! Mau đưa cậu vào hầm! Anh Bạo đâu hả anh? Anh Bạo đang ở trong hầm, sắp đến giờ thanh ca. Nào, đặt anh ấy nằm xuống. Cô Mây ra lúc nào thế? Em mới ra. Thế Bác Na đâu? Cô tạm sơ cứu đi, tôi gọi Bảo nhá. Cậu điện ngay cho pháo của ta. Đưa ngay dưa hấu. Anh định giúp em một tay với. Đưa ngay dưa hấu lên đồi cho đàn bò xanh giải khát. Đưa ngay dưa hấu lên đồi cho đàn bò xanh giải khát. Đưa ngay dưa hấu lên đồi cho đàn bò xanh giải khát. Đưa ngay dưa hấu lên đồi cho đàn bò xanh giải khát. Bảo gì cơ? Nó xin hàng. Anh Bảo. Sau hôm bị tên hàng binh giả đâm, tôi thấy tình cảm với Bác Na có nhiều xáo trộn. Tôi vẫn thấy anh ta là người bạn rất dễ thương, nhưng một nỗi lo âu bắt đầu âm ỉ. Liệu anh ta có biết đường hầm bí mật chúng tôi đang đào trên đồi A1 hay không? Những tình cảm trái ngược cứ dằn vặt tôi trong chuỗi ngày cuối cùng trước khi toàn thắng. Thank you.
khối bột phá 1 tấn đã được chuyển dần vào trong hầm ngầm chờ ngày phát hỏa. Trong những giờ phút quyết định này, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đường hầm bí mật. Giờ đây, Mây luôn ở bên tôi. Mây gắn bó với tôi hơn bao giờ. Tình yêu với Mây đã thức dậy trong tôi những tình cảm hoàn toàn mới mẻ. Các cậu ăn cơm này. Nè. Anh đi thấp thấp cái người xuống. Anh biết rồi, em yên tâm. Anh nghỉ tay, ăn cơm đi. Để em tìm phải thằng cho. Để tôi bắn nốt thằng này. Đưa cho em. Sao thế? Bọn này còn trẻ quá, mà còn non choẹt. Em không đỡ bắn anh ạ. Cậu Bảo, cậu rút theo anh em. Dạ. Tranh thủ mà ngủ, tối ta lại đào tiếp. Thủ trưởng cho em ở lại giữ trận điện cùng anh em. Em đâm xuống. Chuẩn bị giáp lá cả. Để quốc quân một tuần ra đi. Quyết tử nhé. Có đăng ký không? Ra đi, ra đi, bảo tồn sông núi. Ra đi, ra đi, và chết không lùi. Xu phong! Xu phong! Xu phong! Anh làm sao thế? Anh Vân! Các đồng chí ơi! Các đồng chí!
Anh đưa anh ấy về ngay. Cái chết của anh Vân, anh Biên đã làm cho tình cảm của tôi với Bác Na thêm rạn nứt. Lúc này vào cuối tháng 4, quân ta đã liên tục chiếm hàng loạt cứ điểm của địch. Khu ghét 1, khu ghét 4, khu ghét 5 và khu ghét 6. Vào thời điểm này, Bác Na không còn được lên đồi A1 vì phải giữ bí mật tuyệt đối cho con đường hầm sinh tử mà chúng tôi đã hoàn thành. Bác Na vẫn làm bếp cùng với anh Túc, thỉnh thoảng tham gia công việc ở trạm cứu thương. Nhưng đến một ngày sau trận chiến thắng Hu Ghét 6, Bác Na đã đột ngột bỏ đi. Chào bố Túc. Anh em về rồi đó hả? Xin chào, xin chào. Có gì cho anh nuôi không? Có nhiều thịt hộp cá hộp lắm. Bố tha hồ mà ăn nhé. Tốt lắm. Mở ra. Đếm cho nó có những cái gì. À, một hộp thuốc, hai hộp thuốc, rồi gì, một chai nữa này, ra đây rồi, đợi chai nữa rồi, đâu uống, cảm ơn, được đấy, hay, dùng ra cho, nào, cái thằng này chết vẫn ôm cái bi đông, thế nào, ê, yên nó xem, rồi, đây. Jack Paris. Jack! Jack. Sao? Chưa ngủ à? Đằng nào nó cũng chết rồi, khóc mãi làm gì? Chiều nay Bác Na nó nói gì với chị thế? Em thấy mặt nó cứ buồn rười rượi. Bạn thân của anh ấy vừa bị chết. Anh ấy thấy cái bi đông của cậu bạn trong đống chiến lợi phẩm. Em thấy cậu này rất dễ mến. Vậy mà ngày xưa cứ thấy Tây là ghét cay ghét đắng. Các cô ơi, thằng bé nào nó trốn rồi, tôi tỉnh dậy không thấy nó đâu. Ôi thôi chết, hay là nó đi ra ngoài? Có khi nó là hàng binh giả, tôi phải báo cho đơn vị đi lùng ngay thôi. Không thì nguy mất. Anh đừng báo vội, em không tin là anh phản chúng ta. Ai cũng nghĩ như cô thì mất nước. Tôi chắc là nó trốn rồi. Là mình bị lừa rồi. Phải bắt ngay. Nó làm lộ đường hầm thì chết. Anh Bảo. Cái gì? Em biết Bách Na ở đâu. Sao cô biết? Bách Na có tâm sự với em trước khi đi. Trời ơi, cô phản bội. Anh Bảo, anh đừng hiểu lầm em. Nó ở đâu? Anh ấy lên đồi A1 vì nhớ bạn. Cái này lộ hết rồi. Anh Bảo, anh nghe em nói đã. Anh ấy không phải là chúng ta đâu. Anh ấy hứa với em là sẽ không làm lộ bí mật của con ta. Anh ấy chỉ đi vì buồn quá. Anh ấy mới đi thôi. Anh Bảo. Thôi, sao cô tin nó thế? Anh Bảo, anh Bảo. Sau đêm ấy, Bác Na kể cho chúng tôi nghe một giấc mơ thật đẹp. Bác Na mơ thấy bạn mình sống lại trong một lễ cầu siêu cho những người lính Pháp đã chết ở Điện Biên. Bác Na bảo, cái lễ cầu siêu mà anh ấy mơ thấy
có những điệu múa, những đàn y như những gì mà anh ta được thưởng thức ở sườn đồi phía đông những ngày đầu quay lại Điện Biên. Bác Na ngỡ bạn mình sống lại, nhưng rồi lại ngẩn ngơ thấy bạn mình hóa thành con chim dịu dàng tinh khiết bay lên. Mây bảo Bác Na là con chim bồ câu trong mộng, còn tôi cứ băn khoăn tự hỏi vì sao những điệu múa tiếng đàn quen thuộc ấy lại ám ảnh Bác Na đến như vậy. Sau đó mỗi lần đi qua bãi xác, Mây vẫn chăm chú nhìn vào những người lính chết, dường như Mây vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ siêu thoát của Bác Na. Còn tôi lại đang nghĩ đến một sự hy sinh cho ngày toàn thắng. Liệu có cháy hết không anh? Nếu khối bộc phá này không phát hỏa, tôi sẽ ôm quả bộc phá 20 cân lao vào kích nổ. Anh Bảo, cho em đi cùng với. Thôi, tôi đi một mình thôi. Cậu ở lại, nếu tôi có mệnh hệ gì, cậu giúp tớ nói lại với cô Mây. Đem ba lô quần áo về an ủi gia đình. Tiếng nổ của khối bộc phá khổng lồ trên đồi A1 ngày 6 tháng 5 đã mở đầu cho đợt tổng tấn công. Quân ta chiếm đồi A1 và lần lượt chiếm các cứ điểm còn lại. Ngày 7 tháng 5, quân ta nhảy qua những đường hào đầy quân địch dương cờ trắng đầu hàng để tiến thẳng đến hầm De Castri, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại. Bác Na cũng vui cùng chiến thắng của chúng ta. Sau đó, anh được trở về Pháp trong đợt trao trả tù binh đầu tiên. Từ đấy, chúng tôi bật tin nhau hơn 40 năm. Sau một thời gian chữa bệnh ở Paris, cháu Vân đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bác Na đã giúp cho cháu vào học tại một trường múa ở Paris. 4 năm sau, tôi sang Pháp dự buổi báo cáo tốt nghiệp của cháu với tiết mục Ký ức Điện Biên. Bác Na đã đưa tôi về nhà ông ở một dãy phố đầy hoa. Ông ở đây vì những cây hoa này rất giống hoa ban. Nó luôn luôn thức dậy trong ông những ký ức Điện Biên. Trong căn nhà ấm áp của Bác Na, tôi đã gặp những cựu chiến binh Điện Biên Phủ bạn ông. Họ mặc lại bộ quân phục cũ để đón tôi. Chúng tôi đã cùng ông uống rượu trong chiếc bi đông của Jacques. Trong buổi ấy, Bác Na đã đọc cho tôi nghe bài thơ Ký ức Điện Biên ông đã viết 50 năm về trước. Jacques ơi, trong giấc mơ siêu thoát của tôi, bạn đã biến thành cánh chim câu bay mãi. Đêm đêm, tôi lang thang trên nóc nhà đầy cỏ hoang và sương khói. Gọi mãi bạn hiền, gọi mãi Jacques ơi. Tôi bỏ rơi bạn hay bạn bỏ rơi tôi? Bạn cầm súng, còn tôi dương cờ trắng. Hoa ban trắng và những làn mây trắng. Đàn bồ câu trong mơ trắng muốt chân trời. Điện Biên thành ký ức trắng trong tôi. Bồ câu trắng tháng tư trong giấc mơ ngày ấy sẽ trở về bay quanh tháp Eiffel. Đừng sợ hãi cánh chim, đừng chạy trốn. Bạn tôi đã trở về, tung cánh mãi quanh tôi. Đây là bản gốc của Tường thân tự do ở Mỹ. Bạn thế à? Ông có nhớ không? Tôi với Jacques thường được ở đây. Những ngày ở Paris, Bác Na đã chia sẻ cùng tôi rất nhiều nỗi niềm trong cuộc sống của ông. Sau khi từ Điện Biên trở về Pháp trong đợt trao trả tù binh, Bác Na đã bị kết tội phản quốc. Nhiều lúc thấy cô đơn và lạc lõng. Vì thế gặp lại tôi, ông thấy rất ấm áp. Bác Na gọi tôi là ngọn lửa phương đông. Bảo tàng này từng lưu tất cả các loại súng từ xưa đến nay.
bảo quản tốt nhỉ. Trông vẫn còn nguyên. Bonsoir, professeur et tout le monde. Tout d'abord, je voudrais dédier mon examen final aux soldats qui sont ici aujourd'hui. Bien que la campagne de Điện Biên Phủ soit terminée depuis un demi-siècle, elle a influencé plusieurs générations. Chacun a une façon personnelle d'exprimer ses impressions artistiques. Mes amis ont choisi la danse traditionnelle et moi, une danse plus moderne qui respecte la mémoire de Điện Biên Phủ. Avant de commencer cette représentation, je voudrais remercier mes professeurs et les étudiants vietnamiens de Paris qui m'ont aidé à réaliser ce spectacle. Kéo pháo ta vượt qua.